11. Bí quyết học bài. Hòa thượng học bài một ngày là thuộc, còn các bạn khác học 20 ngày cũng chưa xong. Tam đáo, ba tới tam thượng, ba trên là bí quyết học bài của Ngài. Ngài chuyên tâm học bài, vốn hợp cùng sách là một, cho nên học rất nhanh, ghi nhớ rất mau. Hòa thượng kể, phương pháp học bài có ba tới, đó là mắt, tai, miệng. Các vị phải tin vào ba chỗ chủ yếu này. Sao gọi là ba tới? Tức là tới mắt, tới miệng, tới tâm. Khi tới ba chỗ này rồi thì không khởi vọng tưởng mà chuyên tâm học bài. Nói rõ hơn là mắt nhìn bài, tâm tưởng về bài học và miệng đọc bài học đó. Đây tuy ba mà một, tuy một mà ba. Tâm, mắt, miệng hợp tác với nhau gọi là ba tới. Tất cả cần phải chuyên nhất, bởi chuyên nhất tất linh nghiệm, phân tán tất tệ hại. Lại còn có ba trên, đó là trên đường, trên cầu và trên gối. Đang lúc đi trên đường, mắt nhìn con đường, trong tâm nhẩm bài học, miệng đọc bài học, đọc đi đọc lại vài lần cho đến khi thật sự thuộc lầu. Và mỗi ngày cũng phải ôn lại bài học một hai lần. Được như vậy, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đây gọi là trên đường. Lại còn trên gối, tức là lúc đi ngủ thì không nghĩ tưởng gì khác mà chỉ nghĩ đến bài học nói gì rồi tự nghĩ. Người xưa đã lưu lại sách vở làm phép tắc cho người đời sau. Vậy tôi có thể nào y theo phép tắc đó không? Tôi có thể nào bắt chước được không? Tôi học sách gì, tôi đều tự nghĩ xem mình có thể làm được như vậy không? Tôi nhủ thầm, sau này tôi nhất định phải thực hành đúng theo câu nói đó cho bằng được, tôi phải làm đúng như vậy. Rồi tôi hòa nhập những lời dạy trong sách với sự suy tưởng của mình. Vậy là tôi học thuộc ngay. Đọc tới bất cứ đoạn nào trong bài, tôi đều hướng cả thân tâm tánh mạng mình vào những lời dạy bảo đó. Ngoài ra, trên cầu tiêu là chỗ học bài mau nhất. Tuy trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng là lúc rất dễ ôn bài. Nhớ không ra cũng nhớ ra. Tại sao thế? Vì đây là một loại tam muội, lúc đó vọng tưởng gì cũng không có. Nếu các vị chuyên tâm học bài thì sẽ nhớ hết tất cả. Ngay cả thời gian như thế tôi cũng không bỏ qua. Dù là trẻ em thông minh, nhưng một khi lìa sách vở, tức chúng sẽ quên hết. Khi biết được phương pháp này, tôi cùng sách vốn hợp thành một, do đó học rất nhanh, nhớ cũng mau. Nhờ vậy tôi học qua tứ thư ngũ kinh một lần là nhớ hết toàn bộ. Vị thầy sau cùng của tôi là thầy Quách Cẩm Đường, tự là Như Phần, là vị thi đỗ tú tài, người Sơn Đông, có học vấn cao. Thầy thấy tôi học bài rất nhanh, nên hễ thầy đọc sách nào là thầy cho tôi xem sách ấy. Thầy giảng tới đâu là tôi hiểu tới đó, nên tôi học càng dễ hơn. Thí dụ như Báo Nhiệm Thiểu Khanh Thư là một bài cổ văn dài nhất, đại khái gồm hơn 2.300 chữ. Thầy giáo đọc một đêm mới học thuộc bài văn này. Thầy kể cho tôi nghe thầy học thuộc bài văn đó ra sao, học mau thuộc như thế nào, rồi bảo tôi, giờ tới phiên con đấy. Lúc đó vừa ăn cơm trưa xong, chúng tôi được ngủ trưa một tiếng đồng hồ. Nhưng tôi không ngủ trưa, dùng một tiếng đồng hồ đó để đọc bài văn chương này. Bài văn này quả thực khó thuộc, nhưng tôi rất chuyên nhất. Xem qua hai lần là tôi đã thuộc lòng. Ngày thứ hai tôi trả bài cho thầy nghe, khiến ông thất kinh nói: Con, thầy phải học nó cả một đêm, thế mà con thì chỉ cần một tiếng mấy là thuộc rồi. Ghi chú, nghe nói thầy của Hòa Thượng là Quách Như Phần, là một thầy giáo nổi tiếng và cũng là một thầy thuốc hay ở địa phương. Sau khi Hòa Thượng xuất gia thì thầy ấy không dạy học nữa. Một hôm có hai vợ chồng nọ bồng con một tuổi đến nhờ thầy chữa bệnh. Thầy nhìn đứa bé biết nó sắp chết, nghĩ dù có uống thuốc cũng vô ích, bèn kê một toa thuốc đơn giản, bảo mang về cho nó uống, ngày mai không cần phải trở lại nữa. Hai vợ chồng về đến nửa đường thì đứa bé ngưng thở chết. Vì muốn thầy bồi thường tiền nên họ thưa thầy ra tòa, nói là thầy đã thuốc chết đứa nhỏ. Thế là thầy bị vào tù hơn một năm. Dù vậy, thầy vẫn một mực không nhận tội.
Sau được thả ra, thầy tức giận bỏ về Sơn Đông. Ha ha ha, 问什么的说